Bánh đâu này chưa? Vừa đi chơi nhá, chơi thì bà đi 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 hơ hơ cái này lửa đấy nhá. Ngồi trong em nhá, đấy nhá. Ngồi trong em đấy. Để cứu nhé.
Cái cách đấy. Cái cách là ngồi đây. Thấy nó nhiều. Nó nói chứ khơi này không ăn được đâu. Đói rồi, à, la đói rồi. Nó nói nè. Bỏ này là bỏ này là sao vậy? Bỏ này là thank you.
Ăn chưa đi? Nghỉ chưa nhá? Gì đấy? Hả? À, chắc trứng mà. Ờ, để cho bắt trứng mà. Tôi biết quên nó đấy đúng không? Lên tiếng lắm nhé là thôi được rồi. Con lên tiếng này đó, lên tiếng này. Nghĩ làm gì đấy? Lão à? Đấy 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 đấy, để lão, lão đang băng. Lão lên. Nó lên nhé, đấy đây rồi rồi rồi. Đi chọi quá nhỉ. Ừ, đấy. Rồi 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 rồi. Bị cắt khán à? Lấy ba cái bột 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 để trong tủ lạnh đúng không nào? Nó bắt đầu ấy. Đi ngồi ngồi ra 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 ngồi hấp lên mà ăn được nhé. Ăn 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 ăn
Hôm nay gọi là bánh gầy cứu nhé. Gầy cứu mà có vẻ tò mò đấy nhỉ. Đấy nè. Là sao đây, là đâu đâu mà cái này là đậu này là chín nhá, rất ngon. Ngon không? Nó làm. Ngon không? Là rất là thích ăn. Đấy, tí nữa bánh này chín nữa. Bây giờ ngon à? Bánh ngon đi. Là nó đang làm gì đấy? Bánh nên làm cũng không khó lắm. Đây là cây người cứu ấy. Cái màu xanh mấy này là vị thơm. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Đấy, bánh rất là đẹp. Đây là làm hai cái này thôi. Nó thì con chưa làm được đâu. Tí nữa sắp ăn rồi.
Đó, có bí đây này, bí hướng dẫn đây đây. Có bí đây. Bí sẽ có cái của bí. Nhá. Còn la la nhé. Nó là cái nhỏ. Cái nhỏ này. Rất là bé. Và đầm ha. Còn bia này nhá. Cái bia nhá. Đấy. Đây. Bị đây nhá. Lấy cái bí từ đây tới. Đó, đó ra. Đó ra. Đấy, đó ra. Của Lana đấy. Rồi. Đây. Đây quả bi đây này. Phải la la đây. Đấy. Ok. Rồi. Nhá. Rồi. Bắt cất cái này. Đấy, cái này nhân lại đây. À, đi xuống đấy, đi xuống ghế. À, Bibi bế la la nhá. Bế la la. À, mặc kẹp. Đây là chồng khóc nhá. À, đi ngồi đấy. Thank you.
Hi.
Ăn gì đấy? Ủa bánh đâu ra đấy? Bánh gì đấy? Đâu ra vậy? Hả? Ủa Bi lấy bánh đâu ra đây? Bà quần đâu? Bà quần đâu? Hả? Trời ơi, Bi ăn này. Bánh gì vậy? Các bạn hai đứa ở nhà thôi à? Bà quần đâu? Đi xem bánh. Ngon nhỉ? Lấy đâu ra đấy? Bánh gì vậy? Nhìn lạ thế. Chị Thơ chưa thấy bánh này bao giờ. Xin nào. Hai người lấy đâu ra đấy? Ủa sao nhiều vậy? Sao nhiều vậy? Ta đã bánh. Ấy, có cả một nồi luôn. Đây bánh của Bi đây. Bánh này bánh nếp hay sao ấy? Ba con mua hả? Đây chị xem thử cho em thử nào. Đây hai đứa tự hấp như nào. Trời. Mình bé ăn bánh hay sao? Ăn đi, ăn cứ ăn đi xong chị rửa tay nhá. Ui mùi thơm nhỉ. Lần đầu tiên thấy bánh này luôn. Vì nó xanh xanh. Ngon lắm. Ui ngon đấy. Nó rất là bánh nếp. Bánh này mấy giờ rồi? Để bóc cho em nhé. Cứ ăn thoải mái đi xong rồi ta ra. Bánh này chỉ có ăn bằng tay thôi. Nè, quay máy đây. Mình cầm vào đây này, cỡ bằng tay. Chỉ là bánh như thế này. Bắt lại cho mình. Ăn ra bánh này thì nấu cơm cho bạn. Cái nhá, mình sẽ ăn cơm đó. Bánh gì ạ? Nhận không? Em bé ăn. Mùi lá thì thơm thơm nhỉ. Ngon nhỉ. Em bị no rồi à? Ăn không? No đấy, em bé mà ăn hết một cái này là no lắm đấy. Ôi trời. Ăn thử. Chúng ta còn ăn cơm. Ê, ăn cơm không chị lấy ra ăn tiếp. Không chịu, hai đứa không ăn được cái cơm này đâu. Ra đây nha. Nói. Giờ gì nấu cơm nhé, hai đứa đi chơi. Mình nào.
Bibi.